Hello xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh đầu tư chứng khoán nha Đó, Thì buổi sáng ngày hôm nay là ngày 4 tây tháng 8 năm 2023 Thì mình tiếp tục là chia sẻ cho mọi người về cái cổ phiếu uh, BT Đây là cổ phiếu về ngành bán lẻ nha các bạn Đó, Các bạn các bạn và anh chị đừng có nhầm lẫn đây là cổ phiếu về uh, dầu khí Rồi uh, để trước khi phân tích về cổ phiếu này mình nghĩ đây là một cổ phiếu mang tính chất tây cộng thôi nha các anh chị bạn còn các bạn nào mà thấy uh, những cái chia sẻ của mình mà hữu ích tới mọi người thì mọi người cho mình một cái like và một cái xe và cũng như là cho mình một cái đăng ký kênh rồi cảm ơn các chị và bạn rất nhiều nha thì chúng ta mở lớn lên về cổ phiếu bt này các bạn thấy là hiện tại thì mình thấy là trong một cái biên tích lũy này nó đã có một cái điểm gọi là breakout đó thì cho nên là ta thấy là về thị trường chưa thuận lợi lắm đối với thị trường thì chúng ta thấy là cái cổ phiếu này nó đang có những cái điều chỉnh trở lại thì về mặt ngắn hạn thì mình thấy là đang có những cái vùng hỗ trợ loanh quanh, loanh quanh ở cái chỗ tầm 30, Đã, 30 và cái vùng này các bạn thấy là nó có dưới đây nó có vùng một cái vùng mà vùng uh, quanh quanh ở đây đúng không? Đã, thì có vẫn có khả năng nó sẽ chỉnh về đâu đó ở khu vực Tầm, các bạn thể thấy được là quanh quanh ở khu vực 29.7 29.7 cho tới 30.1 đó đó là cái biên mà cho các bạn các anh chị tham gia với cổ phiếu này đó lăn quanh khi nó chỉnh điều chỉnh về đây thì mình nghĩ là sẽ là một cái điểm tham gia cho cổ phiếu BT và cái điểm mà cắt lỗ các bạn thấy là cắt lỗ rất ngắn với cái biên này ở dưới ở khu vực 28.5 nếu mất dưới 28.5 mình nghĩ là đó là khu vực cắt lỗ cho các anh chị và các bạn còn nếu mà các bạn đúng ở khu vực này thì mình nghĩ là đây sẽ là một cổ phiếu để cho các bạn có thể đặt mục tiêu ở cái target nó lên ở khu vực 40 tầm 40, Đó, mình nghĩ là tầm 40 cho các bạn và anh chị. Đó, xa hơn là 45 nhưng mà mình nghĩ là tới vùng 40 và thậm chí nó tới lanh quanh 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 cỡ 35. Đó, 35 là mục tiêu ngắn hạn gần nhất. Đó, thì các bạn và các anh chị hoàn toàn có thể chốt lời ở vùng 35 và À, Căn lên mục tiêu thứ hai đó là cái vùng 40 mươi à, đối với cổ phiếu pet đó thì như vậy thì chúng ta hãy là à, nếu mà chúng ta mục tiêu chúng ta đạt được là khoảng năm giá cho tới 10 giá còn cái sai của mình thì mình chỉ chấp nhận mất ở khoảng tầm ở một giá rưỡi thì mình nghĩ là đây là một cái điều hoàn toàn hợp lý đối với cổ phiếu pet đây hey, thì mình giới thiệu cho các bạn hoặc anh chị buổi sáng 4 tháng 8 để cho các bạn có thể tiện giao dịch tay cộng nha các bạn và anh chị nha rồi cảm ơn các bạn và các anh chị rất nhiều và chúc các bạn một anh chị một buổi sáng đầy năng lượng và cũng như là giao dịch thành công và hiệu quả bye bye và hẹn gặp lại mọi người và đừng quên ủng hộ mình một cái tài khoản tại Airlines với KD 1791 và có thể mời mình ly cà phê sáng nha các anh chị bạn ha bye bye và hẹn gặp lại mọi người nha.